Bài đó chắc luôn. Em cua gạch chạy chạy tôi đóng cái thằng bạn này mà sao tôi không biết. Vô chơi cua chắc luôn. Rồi trời, nghĩ sao tự tay mà tụt cái gì vậy? Đây cái con cua từ từ mà nhìn Thái Lan á, mà đi về tới bên ra nhìn câu kia mà nó đi đây để mà. Xin chào tất cả bạn nha. Chào bạn nha. Chào tất cả bạn nha. Lâu lắm rồi anh em mình không có làm một cái trò chơi nhân phẩm nha bạn. Thì có rất là nhiều bạn là comment yêu cầu anh em mình quay clip là làm trò chơi nhân phẩm nha. Thì hôm nay anh em mình sẽ đáp ứng theo là yêu cầu của tất cả các bạn. Anh em mình sẽ chơi một cái trò chơi thử thách và nhân phẩm nha bạn. Thôi ông đừng có chơi. Tao không chơi mới chịu, đầu xanh mà từ đó giờ tao chơi tao có ăn được gì đâu, không chơi. Bây giờ không em chơi gì? Ông lẽ suốt cuộc đời tao ăn toàn đồ nhớ không hả? Thôi ông cho anh con nhái cho anh gì đâu. Em á. Nó cái này là nào thua, nằm trên tay lấy đá đập hụp. Trời ơi. Ủa, chơi thích em chứ hả? Cung phu không? Rửa chơi cung phu. Ông công trọng quá, công công quá. Từ đó giờ là cu te, nó chưa bao giờ được thưởng thức cái trò chơi nhân phẩm của anh em mình một lần nào chơi bạn. Thì lần này là lần đầu tiên trò chơi nhân phẩm của cu te luôn nha. Thì cũng mong cho cụ te nó sẽ ăn được những cái gì mà dở nhất với bạn. Đủ. Được đó. Lần đầu tiên mà nói câu nghe đẹp trai với chạy. Mày từ đó chơi biết cái nào mà chưa dở được không? Đủ xanh mà chưa ăn được luôn đó. Thì bữa nay là sẽ bố anh em mình cùng chơi bạn. Mình, te, đen và quý phim nha. Bố anh em mình sẽ cùng chơi luôn. Thì hôm nay trò chơi nhân phẩm nó sẽ có những phần quà như sau nha. Là con gà nha bạn. Mắm guốc. Đủ. Bù tạc. Bên đây là hạnh và chanh. Rồi hết rồi. Rồi của bỏ sao hả? Bỏ. Đây là một con cua gạch nha bạn. Đó, cua hoàng đế. Thì tương ứng với năm dòng loại của anh em mình. Cua, mù tạc, chanh và mắm guốc và con gà nha. Thì đó quay phim các bạn thấy nó dễ không? Nó đó là quà sĩ mà. Đó. Ê, cái này là con cua bị lạc nè. Cứ tưởng nó là nó dễ con cua ba khía cái mà con cua. Ông coi chứ chanh kìa. Cái này con tép nha. Không phải gà đâu. Con tép mày. Cái này chanh mày con công đâu nội. Làm như bữa nay nó làm cho quán con cái. Bây giờ phải để ý cặp đùi con gà. Không. Được rồi. Không phải phim nó dễ nha bạn, nó dễ vậy đó. Đó quà sĩ mã lương nó dễ vậy đó. Con cáo cũng chị lạc. Rồi bây giờ bố anh em mình sẽ cùng chơi cái trò chơi nhân phẩm ngày hôm nay. Nếu tất cả các bạn có yêu thích cái trò chơi này, các bạn hãy chung tay nhấn like clip và chia sẻ giúp mình nha. Và các bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để theo dõi những clip tiếp theo khi anh em mình đăng lên. Nó sẽ hiển thị thông báo tới tất cả các bạn nha. Bây giờ bố anh em mình sẽ để chọn ra người nào chơi trước. Đi trước thì gặp mình nhiều mớt, đi sau sẽ gặp nhiều mớt không? Đúng. Nào đi đường nào cũng được chơi. Ok không? Tôi thấy đi trước là toàn nguy hiểm rồi. Nhưng mà mình các bạn nhớ nha. Các bạn nhớ cho mình một like để động viên tinh thần mà nha. Từ đó giờ mình chưa giờ được vô một ô nào mà ngon lạnh chứ. Từ đó giờ vô toàn là tào lao, biết lao không? Ăn cũng tè luôn vậy. Bữa nay cũng vậy luôn. Thôi tao nghỉ luôn mày. Cái đầu uống chanh chưa chơi nhưng mà đi chơi thì thèm, tao nghỉ à. Tại tao vô cái gù chắc không rồi. Rồi bây giờ bố anh em mình sẽ u quế để bước vào cái trò chơi ngày hôm nay nha. Anh em thằng nào vô ngon thì được ăn ngon và vô dở sẽ được ăn dở nha. Thì vô mắm guốc thì sẽ ăn một muỗng guốc này nha. Đó. Quấn vô ăn một muỗng. Chị thấy thèm chứ hả? Quá sợ không? Một muỗng luôn. Ê, muỗng đầy nha, chơi là sớm đầy nha, không phải là nửa muỗng lưng nha, một muỗng đầy luôn. Đó. Còn vô chanh hạnh ăn hết dễ luôn nha ba. Đó. Chơi xong đi lên thiên đàng ở luôn quá. Cua ăn hết luôn cua, vô gà hết luôn gà. Rồi. Ai vô là cái nào? Mà nào để ăn khẩu được xin con gái nha. Ok. Ok không? Chỉ được nhìn thôi. Khỏi ông vô qua xem ông hỏi tôi không xin nữa. Rồi xin. Lại đó, mày xin tôi không cho nữa. Tôi hủ cái muỗng sẵn rồi muốn cuốn giỏng nè. Rồi. Rồi bố bây giờ bố anh em mình sẽ u quế để phân loại ai chơi trước và ai chơi sau nha. Thằng nào ra trước thì chơi trước. Thằng nào ra sau thì chơi sau. Ok. Chơi trước thì trước à? Ừ, nào ra trước chơi trước. Ok vậy? Phải rồi. Tôi thấy ra trước là toàn đồ cái gì không à? Ra xui với mấy đứa đó mà. Này ra trước chơi trước. Ra sau toàn xui không ạ? Rồi ai là ra trước là chơi trước nha bạn. Rồi. Ồ quá. Hay hay đây hay đây. Hay đây trắng rồi đây trắng. Ồ quá. Ôi, mình đâu quá đâu, tụi nó tới đi. Cái đầu mà ơi. Trời ơi, đâu mà chơi trước chạy thèm ơi. Quá chứ chạy. Đâu thế lặp lại nè. Quá nè. Quá nè. Quá bay chơi kìa con. Quá tụi quá tao nè. Quá nè. Của tôi. Ồ, quá. Chơi chơi chơi. Chơi. Quay phim cho tới mày. Chơi là mình xong tới kia. Giờ quay phim giờ tới đen nha bạn. Rồi. Bây giờ mày bú quá à, mày đi sai không còn gian nói đủ vậy. Đậu cũ nè. Bây giờ đồ ngon hết trơn. Bây giờ năm món. Mà bốn thằng thôi. Tao cũng nè. Năm món thì bốn thằng. Thì món cuối cùng là bốn thằng thả hết luôn. Thì món cuối cùng là bốn thằng thả.
không bố, bố cùng là bốn hoàng thả, thằng nào chúng bạn á chúng bạn không bố hoàng thả đúng không? Dạ ăn cho hết rồi các bạn, như là có 5 món mà có 4 anh em mình chơi, nếu mà còn lại có món ngon hay là còn cái món dở cuối cùng là cái món dở cuối cùng là uế lại rồi coi thả lại lâu đó ba. Ừ. Món dở đầu tiên ông cho món cuốc, cái cuối cùng tới vòng quay ông qua sơ bi cái nữa, vậy là mình đã ba mình xin trước không rồi đậu đánh á, chuẩn bị sao mình hỏi hết chứ chị, chuẩn bị nè, nghe mùi trước đi. Thôi dẹp đi. Lại tấp hình đi, đi dưới bạn. Bữa nay mình đừng có quay hồi hộp nha. Để tàu gì nó sẽ mang là con số mấy nha bạn. Đây mình sẽ để phòng tâm nha. Một hồi nào phải chơi để ngay giữa nha. Cho nó chạy chứ không có hai bên. Muốn để đâu để? Chính giữa không? Thôi chứ giữa con bằng. Không có để đâu để à? Đúng không một? Chính giữa đi. Giữa con bằng. Tao ở giữa nè. Thấy không? Mà chơi chưa? Muốn để đâu để? Đâu sao đâu tao chơi rồi mà cản tài nữa. Chơi rồi nó chơi. Đâu chơi? Chơi. Ừ chơi. Chơi chơi đi chơi 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 rồi trời ơi trời, bữa nay nhân phẩm mà bạn tôi đụng cái cho lại hơn chứ gì vậy, mày đụng tôi lắm, anh xui lắm, xui lắm. Trời ơi trời, bữa nay cái bạn tay 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 được ăn cái trước đây rồi đây em cho ăn đủ già thắng luôn, được ăn lên đây ca, được ăn chanh cho đây tới mình với bạn cuộc đời mình từ trời ơi gì má. Ủa nó chạy tụi em chạy cái gì chơi? Tụi em con gà nó khô kìa, hiểu không? Trời ơi, chú lát gà nó thèm. Đây con gà nướng với bạn. Nó thơm lừng từng giọt luôn, không thể đi lâu nè. Từ đó giờ mình chơi mấy lần này mình được ăn con gà bạn. Đậu xanh với bay thiểu thoang chơi cái gì nè. Hồi trước không có ăn con gà rồi. Đây nè, đây, đây, chờ đợi tụi bay nè, 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 đó, đó, đó. Thôi mình bước cái bạn. Ôi, ôi, chết rồi, chết rồi. Coi đâu, chết. Đây, mời các bạn ăn đùi gà nướng với mình nha. Nè, thử coi nè. Trời ơi, 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 nướng luôn miếng ở cực luôn. Đây, mời các bạn nha. mình ngoan phép bạn tại cuộc chơi mà phải khoắn có thua chứ, cái gì không cố cắn cái chắc cú luôn. Để tụi bé dễ ăn, mời ơi. Thôi, chúng ta tự bé được, tao có tay thì tự bé được. Nào, quốc nha bạn. Thôi. Rồi nuốt nuốt luôn rồi. Ôi trời ơi. Thơm nhẹ tè chứ gì trời. Má ơi. Còn có con định, còn có con định mệnh nữa kìa. Không vô cái nữa này nè. Rồi dễ dàng luôn. Nghĩ luôn. Gì đâu giữ ngoài cái thôi chứ mày. Ai biết được. Ai biết ông Long. Rồi bạn à. Hồi xưa ông kể tôi nói ông có 1 tỷ của ông đó. Trời. Thấy mẹ rồi. Đây tôi xé cái này. Này sống hơn dưới trời. Trời ơi con bé thông minh ăn gà. Ông quá thông minh, ông hên thôi, ông quá thông minh. Ông thông minh á, ông mới bỏ tầm bụng lưa. Hồi nãy có cam trước hay gì nè. Ờ, làm như ông. Thôi, xương chưa bỏ nha. Chưa bỏ. Xương chưa bỏ. Ủa, ông anh sẵn không, ông nói sẵn không, cái thèm. Ông nói với ba mình sao đó, ý ông vậy đó, xương chưa bỏ. Chưa bỏ. Rồi bạn không nhớ lòng đó, cho ông biết lát hồi ông ăn cái khác nữa nè. Coi chừng nuốt cái giò luôn kìa. Tới ông là ông qua vô phía. Tới thèm hồi lỡ ông cô te ông vô trong cái con cua của người sao? Tôi về đâu quá, tôi đi về luôn. Làm cái đụng nha bạn. Nước nó chảy kìa trời trời. Cởi con sao? Tôi sợ tôi dính đây đâu dơ không ăn không ngon thôi. Ôi chỗ này chanh nhiều lắm. Đã. Cái này nó lòng thòng quá, nó cứ ra bớt đi. Nhét vô. Giống như cái ba lô vậy, nhét vô mà. Nhét nó không à. Nó không á. Ừ, chấm rồi. Ở cái đầu nè như vô bạn ơi, mời các bạn nha. Tướng... ăn mừng vì mình bữa nay lọt vô cái ô đồ ngon các bạn. Mời các bạn nha. Cảm ơn các bạn ủng hộ mình nha. Vô thường, thường ngày ông đó ông không ăn đùi mà. Đùi sao tôi không ăn cái thèm nữa, tôi ăn gì đâu. Không ăn đùi. Ông lọt vô top 8 ăn gà gì nay ăn nhẹ hả? Mà toàn luôn quá. Trời ơi, nước ăn nhẹ hiểu rồi ta ca. Hiểu không? Toàn luôn quá. Ôi. Lâu lâu có ông ăn được rồi. Trời ơi. Ngon không ăn đâu. Sao mở qua đây. Đang đang đứng đây. Giữ giọng đi. Nhưng nghe nói ông đâu ăn đùi đâu, ủa cái đậu đâu đúng không? Ông ăn cái phần câu mà ăn, ừ đúng rồi, ông ăn phải ăn sạch sẽ ngon lại nè bạn nè. Xé găng luôn rồi trời, nè lấy này xé găng luôn đi ông nội nè. Nè ông ấy ghét thiệt chứ. Ờ à, chấm chấm vô, chấm vô. Chấm vô, chấm 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 chấm. Ừ, để đi, ta ăn từ từ. Chấm đi. Chèn nước vô giọng đi nè, nước nè.
ăn thịt thèm dễ hả? Bây giờ mình ăn hai luôn trước bạn. Trong bữa nào ăn trước trời. Mình sẽ để con gà qua bên cái địa bàn của mình nha. Mình sẽ không cho ai sử dụng hết. Không phối đâu mà. Bây giờ sẽ tới tụi nó qua thả nha. Tới mày kìa. Tới mày kìa. Tới mày kìa. Ông ăn đi. Nó ăn nhiêu rồi để đây họ ăn tiếp. Thôi hả? Ừ. Nghe không? Hồi nãy ông hãy đâu không? Tới hồi phút quan trọng kìa. Hồi nãy ông hãy đâu? Con té kìa. Quan trọng hồi nãy ông hãy đâu nè, ông chỉ tôi đụng cái hên đây. Nãy hả? Ơi, thấp thấp trời ơi. Ủa lọt vô cái ô này là không có ăn gì luôn không? Ồ cái ô này không lẽ nó chạy. Ủa hãy lại. Không lẽ nó lại hả? Ừ. Nè không lẽ nó chụp Martin cái xuống cua luôn trời. Chết thiệt cơ. Chưa từ từ. Chết thiệt cơ. Mày đi đụng cái con gà vô hên này. Trời ơi, gà nó đụng hoài bắt mạo cho nó ca. Đụng ra. Ý trời ơi hên rồi đó. Rồi, vô lại gà nữa nè. Thiệt chưa? Thiệt chứ, thiệt chứ, thiệt. Thiệt coi. Trời, vô, vô. Ờ, đây, vô. Ông đâu ăn nữa đâu. Ông thảo ăn nữa kìa. Cái này mày cầu mau nhớ vô đồ dở nha, nó vô đồ ngon là ăn, mày hiểu không? Ủa mà, chơi 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 này tôi hỏi là bao nhiêu cây đinh nè? Trời ta. Để mấy từ cam. Mấy quan mày. Cam định vậy. À, thế thế đi. Rồi. Mày tên. Chanh, chanh. Cái gì vậy? Chanh. Trời ơi, má, 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 má. Chịu chứ vậy. Trời ơi trời. Cái này cái mỏ chắc hồi nó dài dài sòng luôn á. Ờ mày nhấp ẩm hả? Nhấp ẩm cao. Nè. Cái chanh này giống hệt nó quảng cáo cho cái thuốc dĩ lát. Cái này giống như đám cưới vậy. Giờ mình đeo đây luôn nha các bạn. Ờ mày có chanh ăn thì mày ta ăn gà tiếp mày lụi vậy. Còn chanh mà ăn không có chấm ớt được không? Mày ăn gà tiếp nè. Ủa chấm ớt. Cua là tôi giúp ông ơi. Ông ơi bạn nha, tại cái nhân phẩm nó đang có bầu. Cho chấm ớt. Đủ. Ừ. Là mấy cái? Thôi gắt gà đó mày. Trời ơi, nó dẫn. Trời ơi, mấy chịu à. Nó vui nhẹ lắm. Từ từ đi. Của ai nó ăn không? Nè. Ơi, cái này chanh là có ảnh nữa nè. Hai loại luôn. Hai loại mà. Chơi double kill quá. Ông đây yên tâm đi, lát qua sẽ bị tới ông xàm à. Hai bay là gì không ăn á đủ với à? Tôi là của ai? Của mấy lần? Kéo chạy. Lần con miếng qua cắn thịt đâu mà. Tới chạy xe nó đẹp trai nhở? Chết thơm thơm mùi hả? Hồi hai ông ăn lẹ đi, tôi thấy thèm quá à. Đỡ ăn chanh. Ừ, tao ước gì được con chanh ăn luôn, cho thèm dễ không? Không, nãy tại mình đang với em các bạn, mình ăn chanh với mình quen. Không được. Mình quen cái là vô cua rồi, tại mình dưỡng eo. Đúng rồi, là vô cua chịu à. Quay à, không ăn. Quay tự ăn đi, không có ăn. Đúng rồi. Mẹ. Đúng rồi. Ăn qua xe bi không, cho ăn cho miếng. Đùn này lóc cá trời. Này ăn lóc cá trời. Ngon. Chưa thấy cái chanh nào mỏi ngon hơn con gà, nó ngon nhất thế luôn. Gà với lóc cá trời. Lóc cá trời. Bác là cái vỏ này mày dính sình nó gì dục nữa mày. Dục mới chịu à. À ăn là vô đồ ngon, không ngon là cũng ăn mà không cho ăn chấm muối nha. Tại vì ăn về nó mới thực sự là ngon nè. Đúng rồi. Ừ. Nè mày chấm miếng đi. Không, tôi đánh tôi nãy tôi cho vệ sinh không cho giờ tôi có ghét chấm lắm. Mày chấm miếng đi. Chấm miếng đi. Chấm. Mày ngại hoài. Cái này tại vì mắm muối ớt này là cho ăn chung ba ba. Mày chấm miếng gà ra đi. Cho tôi chấm đỡ đi vô bày. Không mày chấm miếng ơi, mày chấm đi. Ừ. Rồi, được rồi đó. Ủa, trời. Ủa. Không có miếng mùi gà luôn á. Toàn chanh không à. Này ngon coi trời trời. Lát hồi vòng cuối cùng á là quay thằng nào vô thôi nha. Ừ đúng rồi, nào còn cái thằng cuối cùng là ăn, thì nào ăn được hết rồi đó. Ừ. Ừ, cái này giống như chứ. Cái cậy có màu luôn á gì. Đúng không? Ăn chua luôn rồi. Mình được ăn gà được ngồi ghê. Ăn chanh ngửi lắc con ghê đâu chứ á. Giống người hậu ổng ghê luôn rồi. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Ê quên nữa. Chúng ta ăn chân đen người ta tôi chuột trong đó. Hiểu bộ này ta tận dụng đi ông nội. Đen đầu đen ta cho bao làm chấm miếng nào. Tôi làm neo, sao? Tôi làm neo hơi bị đẹp luôn á. Chấm miếng này cho nó có mùi không? Ông biết sao không sao? Nè. Thôi tôi dặn rồi, tôi hơn rồi. Ông ăn xong xương thở qua nó là vừa. Để giờ tôi muốn muối nha. Mỗi lần. Ông đánh này. Tôi nhẹ. Mày ơi cơm chạy. Mày ơi cơm chạy. Chùa mà chán nhẹ. Mày nó dám bật cớp mà bắt đầu nó tin mà mình chưa cho luôn, nó chấm liền luôn trời. Miệng nói người ta chấm luôn chứ lại luôn. Không thấy không? Không thấy không? Bắt bằng tay tao không bắt bằng tay đâu mày, tao bắt bằng mắt không à? Tao bắt không bắt bằng tay phải không? Vậy chấm nữa. Trời to không đồng ý tôi đó. Ờ bạn gà nó cớp bạn, nó cớp bạn. Hạnh nè, để cho tôi cho một cái lên lão nha ai. Trời mẹ lẹ đi mấy mẹ thèm vé rồi. Người ta có miếng hạnh đâu, kẹt cho miếng gà tao ăn cái tới luôn trời. Ngon. Tôi giờ còn miếng mới chịu à. Mày nhớ mấy lần trước mày ăn mà cho tao miếng không? Má lùi với mày ăn không còn một miếng rồi, nữa. Vậy miếng rồi. Ủa danh này trò chơi này anh qua đây ăn không? Mày lần trước mày chưa được miếng đâu. Nói anh ăn ăn được ngon không cho tao miếng nữa. Vậy em cho tao miếng thì mới hồi nữa tôi vô cua cho lại miếng lại bụ. Tao không bao giờ chơi mày á đùi à. Tao cái này năm nay nó hên rồi. Không hên lắm. Đúng rồi. Ngát hồi bù tạc nè. Lơ luôn. Đây cũng nhặt cũng vậy. Chưa bỏ á.
Trời ơi, móc nữa mới chịu à. Nè, tới mặt, tới mặt, tới mặt, tới mặt, pin. Để tao cầm quay, cầm tao quay. Để tao quay, tao thả luôn nha. Tự thả luôn hả? Pin, gì pin? Ai giật tao đi kìa. Hết rồi kìa. Lỡ nuốt cái hộp hẳn có bị vô. Nó cay. Ờ, nó mọc trong bụng quá. Nó mọc cái hai lỗ mũi dài như cái. Thôi không được chụp con gà tao nha, để tao ăn từ từ nha. Tao chụp kéo đây, chút xíu tao chụp. Để tao coi nè. Ừ, đúng rồi. Không không coi, nó không rõ đâu, coi đây nè. Bây giờ tao mày được ẩn lại tao không để đừng kéo tao giỡn lắm. Cho tôi hả? Rồi ơi, cho mày mày giống ai cho nữa hả? Trời ơi trời. Thằng này hả trời. Hả đi. Mày hả chứ đẹp gái vậy. Nó giỡn nhau chứ mà chơi không có gì đâu. Rồi bây giờ tới quay phim các bạn. Bắt bạn ủng hộ cho quay phim vô đâu bạn? Đợt trước. Năm guốc. Đợt trước tao chơi nó trời nay còn gà không ta? Ớt. Ăn ớt hả? Ớt. Ăn ớt mẹ con gà nữa. Ớt. Ăn chanh nữa. Nó con gà đó, tự nhiên là con gà đó. Ớt chanh gà tùm lum. Ớt ăn tùm lum chưa? Ớt ăn lụ đảng nữa. Rồi giờ nó còn thiếu một tạc, tao một tạc đây. Còn nhiều quá. Món guốc. Ừ. Món guốc là món khoái khẩu. Ủa cái này cái hùng gác chứ món guốc gì vậy? Ăn gà cái vậy? Rồi. Vô đó là ăn nguyên cái hùng gác nha. Rồi hùng gác. Rồi bên kia trái gà gót kìa. Ừ, rồi bây giờ. Rồi. Thiệt chưa? Thiệt chưa? Trời ơi. Rồi chơi. Quay ra. Kỹ chưa? Rồi. Chắc chưa? Tôi tính tốt quá trời. Tôi lên lớp đại học đội. Đưa cho cô đây chơi thôi lắm á. Chơi nha. Nè, mũ tát nha. Hồi ba chơi. Chơi. Mẹ ơi. Mẹ ta nói không? Mẹ ta nói không? Tao thấy nó hù tạc rồi, tao nói nó hù tạc nó chạy đường ra rồi. Rồi nè, hiệp hữu bấm cút nó là con cua rồi. Ai, vậy là cu đen nó hút vô cái bấm cút rồi tao vô cùi chắc nữa rồi, tao hút bật da dưới này luôn rồi. Tao hút được rồi. Tao hút anh gì đâu, anh lại. Rồi bây giờ tới quay phim đó. Đây, 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 đây. Mỗi rồi, mỗi rồi, mày gót cho nó hù tạc cái coi. Trời ơi, ăn quả gì? Không phải, đâu phải, đúng. Nãy giờ tôi ăn chanh cho vô. Nhiều muỗng rồi. Nãy giờ có nửa muỗng à. Một muỗng cái chanh mấy cái nửa tôi chơi một muỗng á. Tao sẽ. Mày xạo chứ trời. Cái gần đây ăn muỗng luôn đấy. Ôi nghĩ sao mà. Mày nặng cho nó gái. Không nặng ơi. Cảm giác anh như thế nào? Ăn rất là ngon. Trời ơi, ăn đẹp trời. Giống như bạc, mấy mấy bạc như đây. Giống mấy ai bạc nữa vậy. Rồi, một món. Trời ơi, trời. Ơi, ngon. Không, nó kể không nè. Nhắm mắt đi. Nó nhắm mắt là mày đi luôn á, mày đừng nghe lời, nhắm mắt là đi luôn ăn trong hổng ra. Hả? Không đủ, đủ. Nói chạy. Ăn luôn đi, ăn vậy nó ấy lắm. Ăn vậy nó ghiền á, hiểu không? Ăn vậy nó khoái á. Cho tôi miếng coi, hiểu không? Tôi thèm nãy giờ không có ăn nữa nè. Ngon lắm nè, ăn đi. Nè, thèm gà nó. Cái gì em đó. Rồi ra nha. Nó xanh lẹ. Trời ơi, đâu ăn. Trời ơi, ăn tới luôn rồi. Ăn về tới luôn cháu. Trong mấy con cá lồ kiến là nó núp gồng dưới trời chơi đổ nhau anh. Trời ơi. Rồi lên đi ba, lên chứ bạn, lên. Đi lại rồi. Lại. Hai vậy nè. Hai vậy nè. Đâu. Đâu hai vậy đó. Rồi ơi, bữa là đi luôn nha bạn, rõ ràng. Đi luôn. Bữa này đi luôn hả? Đi luôn. Trời mình chơi mình đi mà chứ không phải mình chơi mình đi. Thôi. Chơi ai nằm chơi mới đi á. Mẹo chỉ nè. Trời còn miếng muốn nước. Nước không? Ok. Chỗ nước có nước luôn. Tại bạn lấy nước cho mình đi nước. Nước cái mỏ lên trời. Nút vô luôn, nút cái mũ vô luôn nha, đừng có nút đó nha. Nè, nước đá ra ngoài nè, đó, tươi xanh đồ canh luôn. Rồi. Nè. Ok. Nè hơi khó nên nó khó các bạn, từ đó giờ quay phim là thử thách lớn nhất nó ăn bù tạc, nhưng từ đó nó không bao giờ ăn các bạn. Ôi mà. Cho nó ăn cho nó quen. Ai bổ mà cắt cái lưng ổng gì mà. Đó, ổng bò. Ổng bò. Mang bù tạc nữa đó. Hả? Hết cay rồi. Mang bù tạc nữa đó mình cấy bò. Mày ổng mất sạch á. Biết nước đó nha. Đù, có lý trời. Ơi, bà này tôi ăn hoài vậy. Đúng rồi. Hoài vậy làm cái không đi chứ lâu vậy. Đây một là một cái lâu đi được quá. Đồ quỷ này đây tôi đút cho ăn. Thôi tôi đút cho ông ăn á. Thôi tôi đút cho tôi. Sợ ông quá. Rồi bạn miếng nó nha bạn. Không ăn không. Hơi khó ăn tí ăn hay lâu các bạn. Có tôi cho ông miếng. Ai có gì khó chứ. Đúng không? Tôi xịt cho mày luôn. Nè ăn đi. Tao xịt từ từ đây. Thôi anh con gà nãy giờ nói chuyện nhẹ. Tao xịt nguyên cái trà bồ tạo tao mới đử luôn trong ra nè. Trời ơi, trời coi mày. Trời ơi, cái này cái lắm nhẹ luôn, không nhẹ lắm. Phải nó càng ăn nó càng ngon vậy, phê vậy. Nè nó đang chiêu, mẹ nó phiêu á. Rồi. Lên rồi. Lên thiên hạ rồi. Đó rồi. Nè, có đứa chẳng nè. Uống tủ luôn à. Uống tủ luôn à. Rồi cay cho bạn. Về miếng nó vậy cho. Đó giờ bạn thấy ăn mù tạc mà ăn cái nước. Tụi nó ăn thịt gà chấm mớt gì, ăn mù tạc chấm mớt. Ngon kìa trời. Đúng rồi. Trời ơi trời. Mình làm một phát luôn thiệt, rõ ràng. Từ từ. Mày nè. Cái này mình phải chia làm 2 miếng nữa. Mày không ăn với mày. Chia làm 2 miếng nữa ăn mới ngon. Nè tôi ăn hộ cho mấy anh em mà.
tôi ngập lại vậy miếng không chịu nổi không chờ tôi miếng chanh rồi mà bạn vô miếng đó nha. Con cua đang chờ đợi mình nữa nha các bạn, đậu xanh không ông xúc miệng luôn bữa nay vào luôn. Ê, hả kem đánh răng ông xúc miệng luôn cho sạch răng luôn mày đi ăn mày gửi đít luôn đi mà mày bữa đít luôn đi còn lại mày tao đang ăn đứt mày cái lại chọc tao mày không ra kho kho liền đó tao đang ngon mấy rẻ phải không. Ô, ăn xong này là hồi vô hát ca cổ là hơi dày luôn á. Thôi nó ăn bù tạng tuổi nó hút xì xa không chứ. Rồi mà nó yêu dẻ lắm. Tôi nãy giờ tới hút bụi không nghe. Tôi bay vô mắt rồi khóc luôn rồi. Cài mẹ ăn bù tạng cái mẹ hút bụi đâu mà để cho cô ta nó hút bụi vậy. Ông lâu không em tôi ăn cái trái lăn rồi. Hết nè, nè, hết nè. Mẹ ăn lâu tròn hết hả? Trời ơi, láo cá trời. Láo cá trời, láo cá trời, đủ vậy. Láo nè, láo cho đàn táo nè. Cái mỏ đùi á trang lâu kiếm luôn cái mỏ nó dài vậy hả cái mỏ tự nhiên giống như là cái bàn mà ta ngồi lên cái bàn cầu đó rồi hết chưa hết chưa rồi hết miếng là khép nắp lại được không hết rồi tới cô đang hết rồi bạn rồi ngồi bên nó qua luôn các bạn tôi hết ngủ một tạc luôn tôi mới phát hiện ra ông sạm thương bà sạm dép tôi ước tôi ước gì tôi ăn để dành cho bà sạm miếng không mày anh em mình chơi là gõ nét bạn mỗi người một muỗng nè hoàng chơi phải muỗng đầy ăn hết muỗng đầy nè hoàng nãy tôi xin miếng cho đây không cho bây giờ hỏi có không mày để dành bởi vậy để dành cho bởi vậy thì chơi nhưng mà dở rồi để tiện dành chơi dở cho miếng ê không được đụng với bồ các bạn không nè đụng nè đụng nè mày con bồ lên vô đi vô hùng gác đi nè vô hùng gác cái mà tới trong kẹo là tôi khẳng định không tôi ăn cua nè tôi giống mắt lên coi nè đó vô hùng gác thì tao mày là còn lên cua tao mày sẽ tranh đấu đúng không đó cua nè tranh đấu hết luôn chứ đúng rồi cua trời chơi thiệt cơ mày quay đâu cái cua ngồi trời ơi cua đậu chết rồi vô giờ tôi thấy nãy nó nằm ở đây luôn nè vô đẹp trai mày rồi. Chơi là phải nói cho mày phía nó bắt cận cảnh không nè mày chơi là nó ở chơi là phải chơi ừ tôi bánh răng cua đen chơi chưa chơi không chơi chơi muốn là vô muốn là mày chạy chơi nè ông phải thả quay ông phải thả xuống bên đây nè nó muốn qua tới đây ông chắc tôi đá vung luôn quá chơi đi chơi đi ra đứng luôn rồi chạy chạy luôn em con cua dữ lắm rồi mà vô cái lồng gác tôi đúng rồi đúng rồi chắc luôn em cua gạch chạy chạy tôi đóng cái thằng bạn này mà sao tôi không biết vô chơi cua chắc luôn chơi nghĩ sao tự tới đây mà tụt cái gì luôn trời ơi con cua từ mà bên dịch Thái Lan á mà đi về tới bên dịch Campuchia mà nó đi đây đây bông hồng đi đây đây cái gác cái đùi hả đây để tôi tao chạy lấy cái mũ mới đi hằng mũ đi con không ừ cái mũ này không không con mừng nó tôi chạy 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 đi đùi hả cái mũ này có mình bên ăn mù tạt thoại bạc mình sẽ bỏ bằng bên nha thôi đừng có lấy cái này cha còn có cái cua còn tao chi còn tao chi bây giờ ông bỏ nè nếu mà không có vô cái đó thì tới người khác đừng quay ừ vậy đó giờ gậy cua giữa đây không thôi để đâu mà để đó luôn à đủ sao nào trong cách đi nào giá vô hết bụng rồi tại sao vậy ta ơi ở đủ rồi có cái có ra trời ơi muốn tranh rồi ơi trong chen hết bụng không ơi vậy nó ủa quên có nè hết bụng rồi trong chen hết bụng rồi đủ tranh lấy đó được rồi anh em tốt tôi giúp ông nhà mày giúp nó không nó giúp mình trái nó còn ngu ừ quên chạy mày lấy nó đây cơ ông nội quất cái má rồi không ơi trời ơi trời đây ông quất nha phải cho ngủ nè quan nha hôm nay không nè một muỗng nè ủa sao mày lên muỗng muỗng nhỏ xíu muỗng muỗng cái kìa muỗng bạc cái con này mâm guốc khác hai ba muỗng khác nhau ông này ông nè ừ ông, hồi tối gì ông ăn thịt theo không khỏi không guốc khỏi trong tờ luôn rồi cái miệng hèm mà giờ thấy cưng ghê luôn kìa các bạn kìa giờ này là mình qua hết tình bạn thì bạn mình không còn gì để đáng sợ nữa chứ giờ mình chỉ còn ngon và ngon thôi ốm bật dạ rồi cho trái me chấm được không không ai cho dớ á đủ vậy hả vậy chua dẻ lắm chứ cái muỗng ông ăn tôi ăn à tôi chua nè mà tan luôn à tao phải hèm đó tối nay gì mình ăn thịt không ngon chết luôn tối nay gì mình cóc ngồi xài mang không vô là có muốn gút sẵn rồi đúng rồi ừ thôi ông chứ mình ăn đi kìa lấy gà theo quay xin tố uống luôn rồi thôi đừng mẹ hỏi ông nha ông chữ đó ông nội đừng mẹ hỏi ông dữ lắm quất đi trời ơi đâu có tèm cua nữa thiệt luôn á vô bà uống em nó xin tố con heo rồi ừ đủ cái con gì nghe trời nó mặt ra đâu mẹ em muốn chạy nó miêu rồi trời ơi ăn vậy à là biết sao ghê vậy anh nói là cái miếng này nó ngon tới đây rồi nè đúng vậy giống vậy chứ chạy lần lần đúng không đang chạy lần lần chứ nó mặn mình nó tuổi vậy hả thui tóc mày thui là mắm vuốt thui vuốt là thơm 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 đó ừ cái thơm dễ giờ mày đâu em thơm thơm nửa muỗng cái này nửa thơm nửa muỗng à không bây giờ đổi cách đi ông ăn mũi đi hít vô cái là chạy cũng như trang gì không ăn mà nách mày trời ơi giữ nó kìa
đậu xanh nó bông gốn chấm ớt nữa ông chạy luôn. Để tôi nữa, dám luôn nữa ha ông này. Hồi nãy ông mới ông vô tôi vô qua sao bây giống mừng lắm mà. Trời ơi, nó mượt kỳ á. Chấm miếng ớt này. Ông chấm miếng wasabi là đổi quay phim ông giống quay phim vậy. Ờ tên là nữa đó chạy. Hai ông nọ này ông chung vô ngon. Ủa ông tin ngon ăn nãy cần nhẹ lắm vậy ông ấy không phải chưa. Nãy giờ có mình thì cũng té vô ngon mà. Ừ đúng rồi. Mấy tay còn dở còn thiệt luôn á. Ông này ở nay vô cơ con cua nữa cái thôi là được rồi. Rồi qua lượt các bạn. Nó lên máu luôn quá. Nó xong các bạn. Còn miếng em nằm. Miếng nào? Miếng miếng cua kìa. Mình liếm đi. Liếm đi liếm. Ông ăn con gà thôi. Rồi tao mấy con cua hả? Bộ tan gà ông hả? Vô lại với chanh rau kìa. Đây tới mình nha bạn. Đây nào như tao chơi gõ nát nè, nói các bạn nè, chơi các bạn, chơi nha. Hãy giữa luôn phải không? Chơi nè, hả? Vô cua nữa kìa. Chạy đồng nha. Gì? Ủa, nhân phẩm không? Trời chưa tới. Ủa, vô chiếc rồi hả? Nè, bảy lên cơm vậy? Mày kiên cu. Ê, đem qua anh bảnh là trả là hai con nha. Ở không, ngồi xuống bẻ cua cho anh em. Ờ, đúng rồi, tao bẻ cua cho. Anh bẻ cua cho em ăn, đúng rồi. Nè, mình chơi. Hai ông này đem vô chỗ chơi mình luôn. Chơi chưa? Mày mới nói. Mày chưa tao chơi, tao đang ngắm mà. Cần ngắm đi. Chơi chưa? Cần ngắm đi, ngắm đã đi. Rồi chơi chưa? Chơi nè. Chơi. Vô. Này nè. Ừ. Này nè. Ừ. Có nghĩ mày. Ủa anh mày chơi đâu vậy chứ? Đây nè. Đừng có vô nha, ghét con cua lắm á. Rồi. Ô, ghét cua đâu cho anh. Rồi để tôi nè. À, để tôi nói con cua. Con cua là của tôi. Nó trẻ. Con cua là của tôi. Ừ, mình nói đó. Tôi nói giờ tôi nghiên cứu rồi. Rồi chơi chưa? Rồi chơi. Chơi. Cua. Cua đây. Nè, ok rồi. Ai cũng như ta lại tao đập nữa đó, nằm bị chốt luôn đó. Hồi nãy tôi giỡn thôi. Đúng rồi, mày Thảo đây mày nhìn thấy Lan qua tới nhìn thấy công chia mà nó thiệt bảo đảm. Ai tao không biết trước rồi. Biết ở ngoài biết rồi. Tôi mà thả vô là bao đứng hình. Ông muốn không anh nhúng có thấy đèn bỏ hay bây giờ muốn hơn không? Ăn miếng cuốn mình thôi đi. Nãy là ăn cuốn rồi bây giờ thôi lại nè. Lát rồi tôi với ông hai dĩa này vô chống ăn. Đây là cái con cua gạch đang chờ đợi các bạn, nó rất là ngon luôn, gạch dễ bề. Chơi nha, chơi nha. Chơi chơi đi. Chơi nha. Cua chắc rồi. Rồi. Cua. Rồi. Chơi bên tới nữa. Cái tàu tàu phải mày. Tàu. Ông đi tới Cà Mau luôn rồi với cua dữ rồi. Ok. Bây giờ có cua nha, xuống dưới ăn đi ông nội. Bây giờ mày cho nó một câu ha. Bây giờ mày cho tao nói một câu nha. Chứ giờ mình ăn con gà ngon, để mình ăn con cua ba thôi tao nghĩ mày. Nghĩ đi chịu mà. Nghĩ đi. Để rồi. Một mình ăn hai con không mấy đâu. Chơi các bạn. Ngay đây là nó lạng qua lại vô cua rồi. Rồi. Rồi chơi cho. Tôi suy nghĩ là không cho ông chạy luôn. Trời ơi, mày cũng quyền hả? Mày cũng quyền cho nó chế đủ vậy. Cái này là công bằng. Công bằng. Chơi đi. Nè, bây giờ mình chơi các bạn. Chơi. Rồi. Tính đồ. Cua trời ơi. Lỗi rồi, cho anh Giang ra khỏi giọng. Lỗi rồi. Lỗi ơi. Anh Giang. Bà em khảo cho mày. Anh Giang lỗi rồi. Mày lỗi trực tiếp. Lỗi tóc quay phim nè. Người ta chơi giỡn, người ta chơi thiệt nè. Nể ý quay phim mày. Rồi, ok ngay luôn đó. Bằng đây nè, bắn đây nè, xéo đây nè, kia nè. Mày bắn nha, tao nhìn thấy Lan luôn nè. Rồi. Trời quá. Trời. Bắn vậy thế nào đây có gà không? Có khi nào bữa nay ông nào ăn luôn không? Bắn này chắc tới tết luôn á. Tôi ăn cua này nè. Tới bên nè. Mày ăn cua hả? Tôi ăn cua, tôi nghiên cứu này. Rồi rồi, cho mày qua bên. Mày nghiên cứu hai lần rồi đó. Nghiên cứu nè. Chia mấy luôn. Tôi nghiên cứu rồi, ngay như đây nè, góc rồi nè. Rồi, rồi, cua rồi. Rồi. Qua. Nghiên cứu. Để tới tao nó chạy đậu xanh đó. Ông cứ nghĩ ông ăn đó hả? Thôi giờ mình ơi bây giờ mình quảng cáo quá miệng thú gì kia. Bây giờ mà có bộ hung cái đã anh quay tôi quảng cáo ăn con gà cái tôi chứ để hồi nó không ngon không anh. Gà của tao á cho mày. Mày giống con gà đó. Bây giờ tới tôi với ông ăn nè. Rồi đó mình nếu mà mình ghim được con cua này mình đúng sẽ nha. Chạy vô nhà mình sẽ tặng cho vợ xàm mình con cua, mình ăn con gà, hai chồng mình cùng thưởng thức. Ồ. Rõ là tính ngon lành luôn. Cái mày ông vô tới tao đó. Chúc ông canh rồi tôi chơi kìa. Làm đồ luôn ăn lại. Nè nè chơi. Rồi ông cua luôn rồi. Cua Thái Lan vậy đó. Hai làm ở đây rồi. Em tới tôi chơi hai lượng luôn, xả mất lượng luôn rồi. Dạ. Ơi như đúng rồi. Thằng này tụi nó chống tay em trả đủ ra, tao mất nhục luôn đó. Cho thể đổ ra ngoài đi. Tay tao nhục quá đủ ra. Tự chứ tao ra lội vô nè. Thấy thèm. Quái nào vậy chứ. Đây chơi mà, mình để ý nãy mình thả ở đây thấy quanh đây không? Giờ mình thả ở đây cho người điện kia. Đụng. Hứng thẳng nè. Chơi nè. Nhìn bóc luôn không sao? Trời ơi, nãy đâu ông trời, tao la với trời. Chơi nào, chỉ có người thắng thua à. Tới quên phim nè. Cho mày lỗi mày. Ủa tao mà. Bực chứ mày ăn nguyên dĩa chanh giờ tới quên phim luôn cái chuyện mà. Nãy mày nó chua nhẹ lắm. Bây giờ tao nói câu cho mày lỗi mày. Say. Say. Chơi đây đi.
hợp với ta. Rồi tôi chơi nha. Chơi. Tôi chơi thử nha. Rồi mình chơi thiệt đi. Mình chơi giải nha. Bắt đầu nè. Welcome, con cua tôi biết nào xong mấy ông nội. Ai đóng cái bàn ở dài mực dữ vậy, thấy giờ con cua thấy. Rồi đó, giờ mình chơi thêm một vòng đi. Mày xong tới cua đen, xong quay ngựa là một vòng nữa, nếu không vô là bị. Dạ dữ hả? Chạy ra chờ ra ngựa lại. Trời ơi nè. Coi nè. Không thấy luôn nè, đó. Mày đó nè, bữa qua nhìn thấy Lan mới sống nè. Rồi. Ấy mẹ ơi. Trời ơi. Hôm nay là vòng cuối cùng phải không? Đây nè. Đây nè. Ừ, dứt. Rồi qua tới kia đó. Ủa, sao rồi qua giữa đâu vậy? Giờ đeo giữa nha. Đeo giữa. Tao đi đâu hả? Không đem giữa. Tới ông xã không đem giữa. Ê, tôi mới đem giữa, thấy không? Trời ơi, mày dám đá ca chứ. Đá ca nữa, đâu vậy? Ờ, quế nè. Quế lại, mình chơi hôm nay quế lại nè. Mình nào ra trước đi trước nè. Rồi. Ồ, quế. Rồi. Rồi. Quế nè. Xanh, xanh ra trước thì trời đủ vậy. Quế ba, mình không quế chi nữa. Đừng quế nữa. Mà không nghĩ thì tôi ăn luôn cho nè. Gói chơi luôn. Tôi bắt. Rồi ô. Quế. Đúng. Đúng. Chấm chi. Rồi tôi chấm. Tại là bê tới chót các bạn. Rồi này tính này. Ừ. Rồi ghế kia rồi. Cua. Rồi lóc cái gì á. Ở đây nhắm mắt luôn thiệt. Mình tao nói cho mày câu, tao phải câu mày vô góc kia chỗ con cua nằm nãy á. Thôi mình chơi nè. Nãy giờ mình chơi là nổi đi. Giờ mình nhắm mắt luôn, mình không câu nha bạn. Chơi lớn chưa? Tao mày thả mày lỗ mũi đi mày. Chơi nha. Nhắm nha, chuẩn bị mở nè. Đó, mở. Con cua này nó hồi nãy là bỏ đây. Đúng rồi, ngay góc á. Thả ngay góc á. Bỏ đây nè. Đúng. Mày nằm đây hơi bị lâu rồi nha mày. Vô ngay cua. Lùm bánh. Rồi tới nào? Tới này nè. Đủ ra tới này nè. Khoan. Mày né. Mày tao né, mắc mới tao sợ. Mày nằm đây lâu nữa đi mày ơi, tới ổng là phải lâu nữa chứ đừng. Mày nằm đây tới hơi bị lâu ra không cái này. Ồ. Đồ cái thằng hung mu. Nè tới cái đó. Nè mà tới cua nè. Đây nha bạn. Tới con cua nè, chạy đường đâu, mày chạy đường đâu? Sao chạy đâu chạy, sao chạy bóng, sao chạy bóng, sao chạy bóng, sao chạy bóng, cua nè, nghe cua nè. Cua nè, đúng rồi, cua rồi, mày cua rồi đó. Giờ mình nói các bạn nghe nè, là hai ô bìa các bạn, hai ô bìa và ô giữa là cua nha. Hả, ô nào cũng là ăn cua hết, đó, hai ô bìa nè, và ô giữa. Ghen ghê nè. Cái này dễ ăn lên cho bạn, dễ ăn lên cho. Để không nè, đen, tôi trắng. Hồi nãy mày nói cái gì cũng nhượng tao, thôi cho tao chơi trước cho mày. Ê, kìa dùng bất kỳ. Cái đậu trắng này, cho tao chơi trước đi. Không có đâu, không ăn gà được rồi. Trời, con gà tôi giấu luôn rồi. Các bạn nè, ô quê. Gà nữa nè. Tao gà nè, đậu xanh đó, tao gà nè. Đậu vậy chơi. Ê tôi nè. Đậu xanh mày giống con gà đậu vậy đó. Đã biết là hai tao đen mày đậu là nó ra chắc. Mày giống con gà đậu. Tôi ăn chắc rồi. Trời ơi. Ôi là tao trời quá. Tao đừng có quế nữa. Quế. 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 Đó. Đừng ra nữa. Cho nó. Đây tôi không quậy đâu nội. Rồi chết nè. Trời ơi. Tôi sẽ. Đi bị bét luôn cái đậu. Tại cái mùi gà nó hịt lên nãy giờ nó xuống dễ. Rồi, còn đâu ăn không nội? Ủa còn đâu quay, tôi ăn chắc. Dì bét luôn rồi, đậu cho anh nó dì bét luôn rồi. Dì bét luôn, đẹp cái trai. Dì bét luôn, biết tèm, tao cũng cụ gà ta đâu. Trời ơi, trời. Nè, tôi không hiểu cảm xúc không, tôi chuẩn bị cầm với chanh luôn á. Trời ơi, tao chuẩn bị cầm luôn. Trời ơi, cầm luôn. Nhưng mà cầm với chanh rất là ok thiệt chứ. Mẹ trước đó nhập. Đang ẩy, đang ăn mà. Nhưng mày hãy trước nó mới tới nó hả chị bà? Không đen hãy trước. Trước hả? Mày chưa được thấy luôn hả? Vậy tôi đi chụp mà. Trời ơi. Mẹ luôn có lẽ đâu. Thôi cãi nó mình được con gà cũng là hay lắm nha bạn. Tính ra tôi vừa ăn con guốc mà vừa ăn con. Mày ăn chiếc dép nữa mới ngon. Tao bỏ. Mày ăn guốc mày ăn dép nữa mới ngon á. Thôi coi cho bạn câu gà không. Mà từ đó giờ tôi không biết thích cua. Rồi tách cho. Ờ ông tách mắt con cua tôi hả? Tôi làm gì uống nước cá ra thì chứ nào giờ. Nãy chính tay mình đi mua con cua bạn, mình kêu bà chủ lựa con cua thiệt là nhiều gạch thử coi mà để ra con cua có gạch không nha bạn. Bố ơi. Rồi gạch được nha bạn, gạch được 60% à. Thôi không có gạch đi, cái này hết ngon rồi bỏ đi đang ơi. Rồi cái mu này không được nè, cái mu này xem con gà nè, thiệt luôn á. Ờ bả này ai đâu mà. Con gà nè không có xay. Để ngồi nước nó ra khô ghen luôn kìa, gió nó vô, để tôi đem ngoài cho. Ôi tao nhờ bạn đem mà, đủ vậy. Nghe cái nè. Nhìn nè. Đâu. Có gạch không? Ồ, có gạch này cũng được nha bạn. Nói chung cũng tạm được. Thôi anh em mình vô cái coi. Mày đâu trời ơi, vô đây vô đây nữa. Tạm cũng rồi. Trời ơi trời, kiểu này có bức rất nhẹ trời. Nãy ăn chanh là được rồi ông nội ơi. Đây tao cũng rồi. Cũng không. Tao nói tay luôn. Ủa, người biết cô nè.
Có ao cua luôn. Giỡn cua luôn. À, cũng lại. Đâu? Dạ. Đâu? Thế theo. Lấy nha. Ừ. Trời ơi, móc đẹp cái mà giống cua móc. Ê. Ờ, này cho mày giống cua được. Bạn biết không? Tay tay nhân não hả? Không. Cây rung đó rung mà người rung sắp chết nha bạn. Vậy giờ nhẹ lắm. Tay chân người tái máy mà. Dùng thầy vô cho anh em ăn nè trời. Dùng tất cả bạn nha. Vô nha bạn. Mời quay phim. Mời ông ta nha. Tao mời luôn. Ai ăn cơm. Tao mời luôn biết. Ơi mất cái giò luôn kìa. Ăn cơm nè. Trời trời này anh. Ai ăn cua đông luôn trời. Gặp chết nữa trời. Không được rồi. Ăn đi anh em. Bữa nay anh em ăn là vui lắm thiệt. Vui dễ dễ luôn. Vui mà. Xoáy rồi ăn tao không vui mới nào thiệt. Tao ăn con. Trời ơi tao vui quá. Rồi mà tao vui. Ăn đi anh em. Ôi sao ăn. Nè nhìn gạch nè trời ơi. Trời ơi trời. Đủ. Đường nha bạn. Đừng đụng gà tao mất màu hết. Ngon hay sao? Để tao ướt cái cánh rồi. Trời nó béo nó bùi. Mày hả? Trời ơi đặc biệt rồi. Nè mày mấy cánh nè. Lấy liền trời. Lấy liền trời. Mày à. Thôi mày vút rồi. Con này nó không xí diện nhân đội. Ôi cái đèn tao cho còn khen nữa. Vô à. Vô đâu Huyên. Ngon lắm rồi Huyên. Nè ăn cánh đi. Ăn mới rồi. Ờ này không xí diện cả. Ăn mới. Kêu mày đặc biệt cái mới à. Nãy giờ ướt tôi dính được qua cho đi. Tôi lấy hải sản là tôi chấm nè. Mời mày ăn gà nướng nha. Cái mùng này để hoài trời. Đấy em. Tụi bay mù lắm mày bộ. Mù giúp ăn giờ này. Mình phải mù không? Được, quẹo phải. Rồi, ảo mua. Ừ. Mình chân này lấy thôi, tôi gãy lưng rồi. À đồ. À đồ. Gãy lưng đồ. Đúng rồi, tao ở đây gãy lưng rồi. Cái này à. Gạch nè. Cái thằng này cái tay này chắc mất quá. Cuối cùng tao cũng gỡ là những gì đã mất tao cũng đời tao thiệt chứ. Tao mấy tao đừng có gã đầu dưới trời. Rồi lấy ghế ngồi ăn cho ngon. Hả? Bị ghế ngoan giống không? Thôi ăn về chờ mỏm chứ không có thành giật. À, đúng rồi. Tôi lấy vòng cho tôi cái này nha. Cái này nó đầu lị bạn. Nó đi làm mướn, nó đi lấy ghế mướn là nó xin được miếng cua đâu biết. Quá vậy ngon rồi không? Rồi giống một cây thử. Ơi đại ơi. Miếng bớt ăn. Đây chạy miếng nhẹ lắm. Dạ, thì chứ. Tao giờ tao ăn gà hết ngon mà, có nổi còn cái ba tao hết ngon luôn. Có lợn tiền đình. Con này thấy ghét nó quá trời rồi. Trời ơi. Rớt cả lên. Mày muốn đáo vậy. Sao im không? Ngon lắm. Thịt gà ngon lắm. Ừ. Ăn muối cũng ngon trời. Ủa sao có quyền cho ăn mua ớt hả? Khả năng nói cho ăn muối mày. Ừ. Sao muốn muối. Ôi, ngon quá Vin ơi. Ngon quá. Ăn như đàng hoàng còn đẹp. Mất cái nắp quá. Giả câu người ta nấu chết thì tôi dẹp con bên nha cho. Trời. Từ ba gớt rồi cái ba này ăn rồi bỏ đi. Ê đâu bỏ. Bỏ ăn rồi. Làm đổi rồi bỏ. Ta đổi một ức gà với lấy nguyên cua. Thôi. Không biết nước rồi, khát nước quá. Ngồi nãy giờ. Thật sự là anh em mình có chơi có chịu bạn. Chơi công tâm, ai vô thì ăn nha, ai ở ngoài thì nhìn miệng nha. Chứ mấy đợt trước mình cũng vậy đó, mình vô ớt mình ăn một cái mình muốn te luôn, mình đeo ăn thứ độc không, mắm guốc mắm tôm mắm thúi gì không. Gà chơi ngoan nữa rồi. Tức rồi, gà chơi luôn. Tức rồi, chơi mình luôn á đâu biết. Ngon quá. Ngon quá. Tức chơi mình luôn rồi. Để hai ông ngồi đi, nãy giờ tức dẻ luôn á. Vô cái nó coi. Trời tới nữa. Trời mày nghe dữ mày. Chảy miếng rồi trời ơi. Trời vậy hả? Toàn nữa. Ủa thật nè bạn. Ăn miếng rồi ăn gì không ngon đâu. Ta ăn thấy con gà không bạn. Nói chung là nhân phẩm tôi cao lắm. Đúng rồi. Hai anh em mình cao bạn. Còn hai nó cụ bắp quá. Dở quá. Còn chút mình ăn con cua luôn là mày dính đấu luôn rồi. Thèm bạn. Không chứ gì. Hai anh em mình hên luôn. Hết. Hai mày hên. Bữa nay anh em mình hên thôi còn hên gì vậy. Đúng luôn rồi. Tiếp chơi. Nói chung thì clip này nó cũng khá là dài nha bạn. Anh em mình xin phép được khép lại cái clip tại đây nha. Thì gà này và cua này thì mình và cu đen sẽ tự thưởng thức với bạn. Là Nguyễn Phiên và cu te nó hay nó sẽ tiếp tục lại. Mày nhà ăn cơm vậy là chịu rồi. Mày gì nhà ăn cơm, cu te có gì nhà ăn cơm luôn. Rồi xong. Rồi xong. Hai anh em mình đi ăn phở. Đúng. Đúng rồi. Tôi ăn phở bò tái. Rồi kéo gà thời gian đi. Chén tiếng hụt gà cho bổ luôn. Thôi nghe nói hay nói đi ăn phở bò thôi, mình không kết thúc clip rồi. Mình ăn gà tiếp nha bạn. Đẹp trai chưa? Ờ, đâu có đâu bán. Bịch ha. Trong nói chung thì clip nó cũng khá là dài nha bạn. Anh em mình xin phép được khép lại clip tại đây nha. Anh em mình xin chúc cho toàn thể tất cả các bạn
được thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều thành công trong cuộc sống nha bạn. Nếu tất cả bạn có yêu mến anh em mình và thích cái clip này thì các bạn hãy chung tay nhấn like clip giúp em nha và chia sẻ giúp mình. Và các bạn có những cái trò chơi hay những cái thử thách gì các bạn hãy comment ở dưới clip này, anh em mình thấy được sẽ được sẽ làm theo những cái comment của chúng các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nha. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Bye.